AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. This Space cho bạn được trải nghiệm cuộc chiến giữa các hành tinh trong bối cảnh tương lai xa khi công nghệ hiện đại đã được phát triển vượt bậc. Game mang đến các game thủ đến với một thế giới phản địa đàng lên bối cảnh trong tương lai xa. Sau khi sự bùng nổ phát triển của khoa học công nghệ hiện đại đã khiến cho loài người bị chia rẽ thành hai phe đối lập và liên tục đối đầu nhau trong các cuộc nội chiến đẫm máu. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm bối cảnh cuộc chiến giữa các hành tinh của hai phe phái nhân loại đối lập nhau, trong khi mang nhiệm vụ tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến của nhân loại này, cũng như cứu lấy nền văn minh nhân loại đồng thời khám phá bí mật về mã gen di truyền của con người. Đặc biệt hơn là cuộc hành trình này sẽ cho các người chơi được theo dõi khám phá phần cốt truyện của game từ góc nhìn nhiều nhân vật khác nhau, nhằm mục đích mang đến một cái nhìn đa chiều và rõ ràng hơn đối với một thế giới ngoài không gian, đồng thời trong bối cảnh tương lai xa. Bên cạnh đó là cuộc hành trình này còn cho bạn được di chuyển qua các khu vực có phần phong cảnh khác nhau và đồng thời đối mặt chiến đấu với bọn kẻ thù đến nhiều chủng tộc khác nhau. Mỗi một chủng tộc trong trò chơi đều sở hữu cho mình nền văn hóa riêng biệt với mức độ công nghệ khác. Và tất nhiên để đối mặt chiến đấu với bọn kẻ thù đến từ nhiều chủng tộc khác nhau này thì game thủ sẽ được sử dụng các nhân vật cùng các món vũ khí hiện đại khác nhau để đánh bại tiêu diệt chúng. Vậy còn chơi gì nữa mà không bước vào trải nghiệm thử từ game This Space ngay đi nào. This Space có gì hấp dẫn người chơi? Đồ họa 3D đẹp mắt với chủ đề khoa học viễn tưởng mang đến một thế giới tương lai xa. Hình ảnh chuyển động được thể hiện mượt mà cùng với phần tạo hình của các nhân vật độc đáo. Một cốt truyện phức tạp và lôi cuốn với dòng thời gian kéo dài suốt 300 năm để theo dõi. Các nhân vật với khả năng khác nhau khắc chế bọn kẻ thù từ các chủng tộc khác nhau. Tự do chuyển đổi cho các nhân vật để điều khiển đối mặt chiến đấu tiêu diệt bọn kẻ thù. Chỉ đặc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?